Sư cho con xin đường dẫn Trường Linh chú giải tiếng Việt của bộ kinh Niết Cây Giá. Nó có cái vấn đề như thế này: rất là ít những cái bài kinh mà đã được dịch ra tiếng Việt chú giải, ít lắm. Chú giải những cái bài kinh ít lắm. Ở đằng sau quý vị thấy ở đây nè, đây nè, một cái dãy này nè. Nó có một vài quyển chú giải mà sư đi mượn được photo về được, nhưng mà cái con số nó vẫn rất là ít, ít lắm. Có vị hỏi sư sư có bao nhiêu bản chú giải mà được dịch á, sư cho những vị đó coi chừng 4 5 cuốn thôi, trong đó 4 5 cuốn thôi. Vị nó nói trời ơi, tưởng sư có nhiều chứ sư có chút xíu như vậy. Sư lười trả lời, tại vì một phần á, là nó cái bản đã được dịch tiếng Việt nó rất là hiếm, rất là ít. Mà nó chỉ là một vài bài kinh thôi, ví dụ như trong cả một cái trung bộ hoặc cả một cái trường bộ như vậy đó, thì một số vị chỉ dịch chú giải của một cái bài kinh nào đó trong số đó mà vị này thấy hứng thú đấy, vì đó mới đem dịch thôi. Còn số lượng khổng lồ, rất là nhiều những bản chú giải chưa được dịch, mà bây giờ quý vị đòi mà tiếng Việt thì ở đâu ra? À, đường link thì không có, tại vì bây giờ nó chỉ là một vài cái tác phẩm lẻ, nó chưa có cái một cái hệ thống, chưa có hệ thống. Trong khi đó đó, những cái bản chú giải hiện tại bây giờ đa phần là vẫn còn ở tiếng Pali, ngôn ngữ Pali. Cho nên quý vị muốn đọc được chú giải thì quý vị phải học Pali. Còn nếu như bây giờ mà quý vị kêu sư đưa thì thứ nhất là sư đưa quý vị chỉ có mấy quyển thôi, mà mấy quyển nó thì thật sự không thấm vào đâu hết. Còn mà kêu sư đưa cho quý vị cái bản Pali thì sư đưa thì vẫn được thôi, nó đơn giản mà. Nhưng mà đưa rồi thì quý vị để nó làm cái gì, ngắm chơi cho vui hay sao? Để khoe với người ta là tôi cũng có chú giải, trong khi đó mình mở rồi mình đọc không hiểu gì hết đấy. Thì cái chuyện này thì rất là tiếc sư chưa có giúp được.